20 đô thôi. Chậu gì 20 đô đó cái gì bông súp. Xuống như là xương. Em mình đổ phân thêm một cái này. Đổ phân thêm cái chậu này nè. Cho nó có chất bổ.
tay em lên không? Lên là nghỉ nghỉ ươm luôn. Đây là xong rồi đó.